Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh thị trường kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, đến nay, mùa đại hội cổ đông ngân hàng đã đi qua quá nửa và vẫn tiếp tục là một năm buồn cho các cổ đông ngân hàng, khi nhiều ngân hàng vẫn nói không với cổ tức. Đã có những cổ đông ngân hàng 5 năm liên tiếp không được nhận một đồng cổ tức, trong khi nếu đem gửi tiền tiết kiệm ngân hàng, họ đã nhận được những khoản lãi cố định hàng năm và dự kiến nhiều năm tới họ cũng sẽ phải nhịn cổ tức. Vậy thực trạng sức khỏe khối ngành ngân hàng năm qua như thế nào? Lý do ngân hàng đưa ra đối với cổ đông, phản ứng của thị trường, chứng khoán cuối tuần với chủ đề cổ đông ngân hàng ấm ức cổ tức sẽ đi tìm câu trả lời cho vấn đề này. Trước tiên mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh của ngân hàng trong năm vừa qua. Kết thúc năm 2015, lợi nhuận của nhiều ngân hàng có dấu hiệu khởi sắc và một số ngân hàng được ngân hàng nhà nước mua lại không đồng đã có tín hiệu tích cực. Kinh doanh bắt đầu có lãi. Bức tranh lợi nhuận ngân hàng vẫn có sự phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngân hàng cổ phần. Với thế mạnh về thị phần và cả về quy mô hoạt động cũng như năng lực tài chính, nhóm ngân hàng Big Four vẫn đang dẫn đầu hệ thống và bỏ xa lợi nhuận của nhóm ngân hàng cổ phần nhỏ. Cụ thể, năm 2015, BIDV sau khi nhận sáp nhập MHB hồi tháng 5 cũng đã có lãi trước thuế đạt 7.036 tỷ đồng, tăng tới 16% so với năm 2014, dẫn đầu thị trường cả về tổng tài sản, dư nợ tín dụng, huy động vốn sau khi hoàn thành sáp nhập MHB. Vietinbank có lãi hợp nhất trước thuế 7.360 tỷ đồng, kế đến là Vietcombank, lãi 6.655 tỷ đồng trước thuế của riêng ngân hàng mẹ và lãi hợp nhất 6.829 tỷ đồng, tăng 16,8% so với năm 2014 và lợi nhuận sau thuế đạt 5.333 tỷ đồng, tăng 16,3%. Trong khi đó, Agribank có lợi nhuận trước thuế đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Trong nhóm ngân hàng cổ phần không có vốn nhà nước, MB có lãi trước thuế là 3.220 tỷ đồng. Trong khi đó, Techcombank cũng công bố lãi 2.037 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 của VPBank đạt 3.096 tỷ đồng. Riêng Eximbank lợi nhuận trước thuế quý 4 của Eximbank âm 588 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2015 ghi nhận 89 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và âm 26 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, các ngân hàng vẫn đang phải trích lập dự phòng lớn cho những khoản nợ xấu trước đây. Trong khi ở chiều ngược lại, những khoản vay tốt cũng đang mang lại nguồn lợi nhuận dồi dào cho các ngân hàng. Thưa quý vị, ngược với bức tranh tươi sáng của kết quả lợi nhuận kinh doanh ngân hàng, thì ngoại trừ những trường hợp mạnh tay chi trả cổ tức, thì nhiều nhà băng dù lãi lớn vẫn tiếp tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông, hoặc thậm chí xin khất không chia cổ tức. Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Tờ trình phân phối lợi nhuận của Ngân hàng Công thương Việt Nam Vietinbank CTG đã gây bất ngờ với nhiều cổ đông khi xuất hiện dòng chữ không chia cổ tức, dù toàn bộ lợi nhuận lũy kế của CTG lên tới 3.660 tỷ đồng. Ban lãnh đạo Vietinbank bày tỏ mong cổ đông hết sức thông cảm khi không chia cổ tức nhằm đảm bảo việc tăng vốn và sáp nhập. VGBank cũng không chia cổ tức. Ông lớn ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam BIDV, BID, năm 2016 cũng lỡ hẹn với cổ đông khi tỷ lệ chia cổ tức của BID năm nay chỉ còn 8,5%, giảm so với mốc 9% dự kiến và ngân hàng trả hoàn toàn bằng cổ phiếu. Câu chuyện không cổ tức, tiền mặt cũng diễn ra tại Techcombank. Trong khi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB, đã 2 năm liền cổ đông phải ngậm ngùi nhận cổ tức bằng cổ phiếu, khi cổ đông đề nghị đưa vào nghị quyết đại hội nội dung trả cổ tức bằng tiền mặt, lập tức lãnh đạo nhà băng né trả lời và cho rằng việc trả cổ tức năm 2016 nên để đại hội cổ đông năm sau quyết định sau khi kết thúc năm tài chính. Trường hợp lợi nhuận âm như Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank thì cũng chưa tiến hành được đại hội cổ đông trong năm qua. Theo như thống kê của chúng tôi thì năm nay các ngân hàng thường chi trả cổ tức phần lớn là bằng cổ phiếu. Một số ngân hàng có kết quả kinh doanh khá là tốt và đã trích lập dự phòng rủi ro khá là đầy đủ trong giai đoạn trước, ví dụ như là MB hoặc là Vietcombank thì có chi trả một phần bằng tiền mặt. Tuy nhiên là cái trả cổ tức bằng cổ phiếu nó vẫn là chiếm vai trò chủ đạo trong cái giai đoạn này.
tại các phiên họp đại hội cổ đông thì tôi thấy là các cổ đông nhỏ lẻ thì họ đang rất bức xúc và đang rất phản đối đối với chính sách trả cổ tức của các ngân hàng, bởi vì là họ không được bảo vệ quyền lợi. Cái việc chi trả cổ tức là để chia sẻ giữa ngân hàng và các cổ đông. Tuy nhiên thì cái điều này thì lại không thuộc cái thẩm quyền quyết định của những cái cổ đông nhỏ lẻ, mà là do ban lãnh đạo và các cổ đông lớn thì họ gần như là họ chi phối toàn bộ. Thị giá của các cổ phiếu ngân hàng thì với những ngân hàng hàng đầu thì ví dụ như Vietcombank thì có thể là dao động khoảng từ 35 cho đến trên 40. Với những cái ngân hàng khác ví dụ như là Vietin hoặc là BIDV thì dao động là xấp xỉ là dưới 20, độ khoảng mười mấy nghìn. Còn những ngân hàng khác thì ví dụ như SHB thì dao động là xấp xỉ khoảng dưới 10.000 hoặc là trên 10.000. Thì theo tôi thì với cái thị giá như vậy và ngoài ra thì cổ tức thì cũng các ngân hàng cũng đang trì hoãn trả thì cũng chưa hấp dẫn đối với tôi. Cái việc mà ngân hàng không trả cổ tức thì ở đây có rất nhiều cái mà làm nhà đầu tư thắc mắc. Ở đây rõ ràng là các ngân hàng cũng đều báo lãi nhưng mà họ lại không trả. Thì đấy là cái câu hỏi mà các nhà đầu tư thường đặt ra là tại sao họ không trả khi họ có lãi. Ở đây vấn đề là có thật có lãi hay không? Thì cái này thì điều rất khó. Rất khó để có thể trả lời, bởi vì khi mà nhà đầu tư góp vốn vào thì người ta cũng muốn là kỳ vọng là ngân hàng sẽ trả lãi. Khi mà có lãi, không có lãi thì anh không trả lãi, không trả cổ tức thì là đúng, nhưng khi có lãi mà không trả thì đấy là vấn đề mà nhà đầu tư rõ ràng phải chất vấn. Nhưng mà điều đó là điều không bao giờ nhà đầu tư được trả lời một cách thỏa mãn. Như vậy dường như né trả cổ tức bằng tiền mặt là xu hướng chủ đạo của các ngân hàng hiện nay. Ngoài những trường hợp bất khả kháng do sáp nhập, hợp nhất thì hầu hết các ngân hàng hiện nay đều đưa ra nguyên nhân là các khoản trích lập dự phòng đã bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Thông tin không trả cổ tức năm 2015 chính thức được Ban lãnh đạo Ngân hàng Công thương Việt Nam, Vietinbank trình tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 4. Lý giải việc không chia cổ tức dù lợi nhuận lên tới 3.660 tỷ đồng, Vietinbank vẫn quyết định không chia cổ tức năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đồng thời tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, ngân hàng đều trả cổ tức năm 2013 và 2014 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Thì mỗi một năm Vietinbank cần phải có cái tăng trưởng về tài sản, rồi hoạt động tín dụng và các hoạt động kinh doanh khoảng 15 đến 17, 18 hoặc 20% tùy từng cái điều kiện cụ thể. Đồng thời thì Vietinbank hiện nay cũng là ngân hàng đi đầu trong việc áp dụng và chủ động áp dụng các cái thông lệ tốt của quốc tế trong quản trị ngân hàng và quản trị rủi ro. Cụ thể là thực hiện cái Basel 2 theo một cái lộ trình rất là khẩn trương. Thì thực hiện Basel 2 vào Việt Nam và Vietinbank thì nó cũng sẽ làm cho cái yêu cầu về vốn cũng tăng lên. Thì tổng hợp các yếu tố đó lại đòi hỏi cái vốn tự có của Vietinbank hàng năm cũng phải tăng lên. Trường hợp của Vietinbank không phải ngoại lệ. Vietcombank hay một loạt các ngân hàng thương mại khác như VPBank, Saigonbank, Bắc Á Bank, OCB, VIB đều đã công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. Đa phần đều chọn phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, sử dụng cổ phiếu thưởng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và đáp ứng được các tiêu chí an toàn chỉ tiêu an toàn tài chính của ngân hàng nhà nước hiện nay. Họ cần phải cái phần lợi nhuận giữ lại để phát hành làm tăng vốn điều lệ và làm đảm bảo các cái chỉ số của ngân hàng nhà nước đưa ra, mà yêu cầu gần đây nhất là các cái chỉ số về kha bây giờ phải các ngân hàng phải lớn hơn 8%. Thì đa phần các ngân hàng thương mại cổ phần lớn thuộc top, ví dụ như Techcombank hay là như Á Châu ICB hạn, thì họ đã đảm bảo cái mức này rồi. Tuy nhiên một số các ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước lớn như là BID hoặc là như Vietin thì họ vẫn ở cái mức chỉ khoảng duy trì ở mức tầm 9%. Một thực tế nữa, hoạt động ngân hàng trong giai đoạn tái cấu trúc từ năm 2011 đến năm 2015 gặp nhiều khó khăn, nợ xấu tăng mạnh, trích lập dự phòng rủi ro ăn mòn lợi nhuận của các ngân hàng. Có ngân hàng trích đến 2/3 số lợi nhuận kiếm được như Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình trong năm 2015. Theo số liệu thống kê, năm 2015, các ngân hàng đã phải chi khoảng 75.000 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro. Tổng quy mô nợ xấu tại nhiều ngân hàng tiếp tục gia tăng, kể cả nhiều ngân hàng lớn như BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ACB, dù tỷ lệ nợ xấu vẫn đang giảm mạnh.
Do là các khoản nợ này thì bây giờ là không có khả năng thu hồi và chuyển thành các khoản nợ xấu. Thì có thể là các ngân hàng thì cái số lượng tổng nợ xấu thì không tăng lên, nhưng mà cái việc tăng trích lập dự phòng lớn nhất thì là do là việc chuyển nhóm các khoản nợ. Thì trước đây do là cái việc quản lý và thu hồi các khoản nợ không tốt, thì mặc dù tổng các khoản nợ là như thế, tuy nhiên cứ thời gian trôi qua mà vẫn không thu hồi được thì các khoản nợ thì nó chuyển nhóm, thì đến thời hạn thì các khoản nợ xấu nó tự động nó chuyển nhóm thôi, thì cứ chuyển từ nhóm thấp lên nhóm cao thì sẽ phải trích lập thêm. Các chuyên gia đánh giá năm 2016 gánh nặng lớn nhất của các ngân hàng vẫn là chi phí dự phòng rủi ro. Ngoài trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu trong sổ sách, các ngân hàng còn phải trích lập dự phòng rủi ro cho hơn 200.000 tỷ đồng nợ xấu đang nằm tại VAMC. Lợi nhuận ngân hàng lớn, tỷ lệ nợ xấu giảm, nhưng tại sao mức trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng lại tiếp tục tăng cao? Bất hợp lý này đã khiến không ít cổ đông đặt câu hỏi. Phải chăng các ngân hàng đã cố tình co kéo lợi nhuận để làm đẹp báo cáo tài chính? Thưa quý vị, hiện nay các phương án chia cổ tức của các ngân hàng thương mại đều phải được ngân hàng nhà nước thông qua. Quy định này được đặt ra từ năm 2015. Tại sao ngân hàng nhà nước lại kiểm soát phương án chia cổ tức của ngân hàng thương mại? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Theo quy định của ngân hàng nhà nước, từ năm 2015, các ngân hàng phải báo cáo về việc chia cổ tức và cũng chỉ được đề xuất chia cổ tức khi đảm bảo trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ. Thực tế hiện nay, nhiều ngân hàng thương mại tiếp tục bị ngân hàng nhà nước can thiệp, ấn định chỉ tiêu chia cổ tức cụ thể. Ví dụ, ngân hàng muốn chi trả cổ tức 9%, nhưng cuối cùng phải chi trả mức 6% theo quy định của ngân hàng nhà nước. Như tôi đã nói là ngân hàng nhà nước đứng trên góc độ là nhà điều hành vĩ mô, thì họ sẽ cố gắng làm sao để cho hệ thống vận hành một cách an toàn và ổn định. Chính vì thế nên là ngân hàng nhà nước là cố gắng khuyến khích cho các ngân hàng, họ phải làm lành mạnh hóa, họ phải làm họ khỏe hơn trước đã, trước khi nghĩ đến việc là sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt dành cho các cổ đông. Thì sau cái cơn bạo bệnh giai đoạn 2009 cho đến 2013 thì rất nhiều các ngân hàng là gặp cái tình trạng là sức khỏe rất là yếu đó, và các ngân hàng nhỏ thì thực sự đã bị ngân hàng nhà nước mua lại rồi. Đấy, thế nên là dưới quan điểm của nhà điều hành vĩ mô thì tôi nghĩ là ngân hàng nhà nước có cái lý do rất chính đáng để yêu cầu các ngân hàng nên trả cổ tức bằng cổ phiếu trong cái giai đoạn này, phải làm khỏe mình trước khi nghĩ đến việc là phải pay out được bằng cash cho các cổ đông. Một nguy cơ rủi ro tiềm ẩn của hệ thống ngân hàng hiện nay đó là trong các ngân hàng vừa tái cơ cấu đang tồn tại các khoản lãi dự thu, lãi chưa thu được tương đối lớn. Mặc dù các đơn vị này ghi nhận lợi nhuận rất cao, nhưng thực chất có đến hàng chục phần trăm chỉ là lãi ảo. Tình hình nhóm các cái ngân hàng tái cơ cấu thì chúng tôi nói một cách rất khái quát là tổng tài sản thì tăng trên 21%, huy động tăng 25%, tín dụng tăng 24%. Điều đáng lưu ý là nhóm ngân hàng tái cơ cấu này có lãi dự thu tương đối cao. Lãi dự thu tức là cái lãi mà chưa thu được nhưng theo chế độ vẫn hạch toán vào để tạo nên lợi nhuận, thì cái này tương đối cao và không đồng đều ở các cái tổ chức tín dụng khác nhau. Trên thực tế, lãi dự thu có thể nhìn thấy rõ nhất ở những khoản tín dụng cấp cho dự án bất động sản, xây dựng, điện, cao su, cà phê. Có thời gian vay vốn kéo dài từ 2 đến 10 năm, thậm chí 15 đến 20 năm. Tình trạng hạch toán lãi dự thu lớn là điều đáng báo động hiện nay. Có thể một trong nguyên nhân mà các ngân hàng có thể dự tính một cách gọi là chủ quan hơn, đấy là cái đợt bây giờ đang là thời điểm mà các ngân hàng sẽ tổ chức đại hội cổ đông, thì họ cũng muốn có một cái báo cáo tài chính đẹp hơn để thu hút hấp dẫn các nhà đầu tư, thì có thể họ làm những cái điều chỉnh như vậy. Là cái lãi dự thu này nó đến từ cái nhóm ngân hàng yếu kém, thì đây là một vấn đề rất là cần phải lưu tâm và nó rủi ro tiềm ẩn rất là lớn, bởi vì một khi mà đã rơi vào nhóm ngân hàng yếu kém thì mình hình dung là rõ ràng cái chất lượng tài sản và trong đó có chất lượng các khoản cho vay là có vấn đề rồi. Như vậy, việc ngân hàng nhà nước tham gia vào việc kiểm soát phương án chi trả cổ tức của các ngân hàng thương mại là biện pháp nâng cao chất lượng dài hơi cho chính ngân hàng. Xét về ngắn hạn, cổ đông chưa nhận được lợi ích trước mắt, nhưng về dài hạn, hoạt động của ngân hàng sẽ được đảm bảo. Tuy vậy, theo các chuyên gia, để hài hòa lợi ích giữa các bên, ngân hàng thương mại có hoạt động tài chính ổn định cũng nên linh động trong việc chia cổ tức, tiền mặt
cộng thêm bằng cổ phiếu một cách ổn định sẽ giúp cổ đông yên tâm khi sở hữu cổ phiếu lâu dài. Thưa quý vị, năm 2015, tình trạng nhiều ngân hàng dù có lợi nhuận cao vẫn né chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc thậm chí từ chối chia cổ tức lại tiếp diễn. Cốt lõi vấn đề vẫn là rủi ro gánh nặng nợ xấu của ngân hàng thương mại, buộc ngân hàng nhà nước phải đưa ra chế tài quản lý đảm bảo hoạt động lâu dài bền vững cho cả hệ thống. Các cổ đông ngân hàng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận phương án chi trả cổ tức để đảm bảo lợi ích dài hơi cho mình. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu nếu tình trạng này còn tiếp tục kéo dài, cổ phiếu ngân hàng có còn níu chân được nhà đầu tư? Chứng khoán cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị có thể theo dõi trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook kênh truyền hình VTV. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.